chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời xanh xanh mát mát đã ghê chị Banda. Chị Banda ơi, em đang gì? Em hỏi chị cái này nè, chị ra đây đi, nó nghe nè. Hỏi đi, đây. Hỏi cái gì thì hỏi đi, còn phải kêu lộn lên chi vậy? Em thấy trời mát quá nên em định làm một bài thơ chị Banda cho cô làm thơ với em không? Cưng làm thơ là thua chị chắc. Trời ơi, dạ em chắc chị ha, em sẽ làm một câu thơ trước rồi xong đó chị sẽ nói theo câu thơ của em tiếp theo, chịu không? Làm được thôi. Vậy ạ. Rồi chuẩn bị cho em bắt đầu đó nha. Lúc nào thơ cũng bụng à. Thôi chị giảnh tay chị nghe nè, chị giảnh cái tay chị lên nghe nè nha. Đây làm thơ nè. 2-3 con chim trên cành. Đó, rồi đó. Rồi chị trả lời đi, chị nói em là đi. Im lặng. Mẹ mà đi họp phụ huynh về là thanh bành nát. Cái gì vậy chị Bánh Đá? Cái thơ của chị gì đâu, nó không có trùng với cái thơ của em hết trơn hả? Chị thấy quá trùng luôn, cứ thấy ông trên cành với lại tanh bành nó giống nhau, thấy không? Trời ơi! Dạ ngơ! Mọi người, hai bà nội kia, làm thơ gì đâu mà dở hẹt, nghe rết hút làm nè. Tao trả lời đi. 2-3 con chim trên cành đúng không? Hai bà khùng ngồi với gốc cây nói chuyện tào lao. Cái... Cho làm nhà đi. Trời ơi, cái nhà tôi hôm qua bị bão nó cuốn bay mất tiêu cái nóc nhà rồi. Tôi thấy ông nói còn tào lao hơn cái tôi ra. À! Đó, đó, đó. Trời ơi, chị Bánh Đá của em vừa mới té xuống kìa. Có cái này mới nữa nè, mèo đứng lại nè. Có cái gì mới? 2-3 cái lá trên cành có một thằng điên nó rớt xuống một cái anh. Đây, 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 vừa trời ơi. Có sao không? Gãy giò tôi à, mèo ơi, mèo. Té mà từ trên đó mà té xuống cái này là bên nào? Cái giò của tôi nó bị cái gì tôi giúp nhớ đâu có được mèo ơi nè. Tội nghiệp quá hả? Thôi chị Bánh Đá đỡ đỡ với trong phòng đi chị Bánh Đá. Có gì đâu tội nghiệp mèo. Cứu tôi với đi mèo ơi. Cái giò tôi đâu nó què quặt hết rồi. Còn gì là con người đó. Mẹ gì có chút xíu, có chút xíu. Mẹ ơi. Từ lúc nhà rớt xuống mà chị nói có chút xíu. Mèo ơi mèo. Có ân huệ này cuối cùng mèo có thể làm được cho tôi mèo. Có gì nói đi. Mèo ẩm bà này Bánh Đa lên nóc nhà mà trời bà xuống giùm tôi đi mèo ơi, cho bà nằm kế bên tôi cho bà hiểu cái cảm giác này coi. Tầm bậy là bậy thôi, chị Bánh Đa nói giỡn thôi chứ đỡ muốn vô nhà giùm em. Đi dậy vô nè đi. Vô. Vô. Đau quá. Vô. Bây giờ đi dặm cho tôi ông đó. Vậy rồi. Ừ hả vậy đi vô nè. Ác quá bà nội. Thôi vô nè. Đi vô. Vô nhà đi chị Bánh Đa. Ôi nặng như là trâu sình vậy đó là rồi. Ăn cái mặt cái thay ra. Ông là trâu thì còn mệt lên đầu nữa má ơi. Thôi 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 chịu hết. Trời ơi chán chán mặt mày rồi mẹ không biết được đi luôn á. Chị thường cho nè đi vô đây. Trời ơi chị vô chừng mày á. Cái đó là cái bếp. Cái bếp hả? Cái bếp cái lầu trên này nè. Cái lầu hả? Chị nghe tiếng của em rồi chị Bánh Đa. Chị Bánh Đa, em đi lẹ chị Bánh Đa ơi. Đi lên lầu. Nãy giờ nè thấy cái cầu thang qua một cái khe nhỏ chứ không thấy rõ luôn á. Trèo lên, trèo lên. Đi vô đây. Thấy qua một cái khe chị Bánh Đa. Vô, đồ cãi đẹp. Rồi xuống giùm cái đi ông ơi. Theo vô nằm đi. Hay là muốn ngồi trên đầu hoài. Nằm xích xích vô nằm cái gì mà để cái chân nó lọt xuống dưới giường vậy? Trời đau quá. Mà ông làm gì trên nóc nhà vậy? Sao nhà cửa ông gì gớm vậy? Như chuột vậy. Nhà cửa tôi á. Ngày hôm qua trời mưa á mèo ơi mèo. Gió thổi sét đánh á banh cái nóc nhà của tôi rồi. Trời ơi vậy là ông sáng giờ ông đi ông sửa nóc nhà không hả? Ừ bởi vậy tôi mới té nè. Mèo chị Bánh Đa đọc thơ dở quá tôi mới té nè. Cái gì liên quan tôi với chị Bánh Đa làm thơ vậy? Mèo 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 giúp tôi sửa lại cái nóc nhà được không mèo? Thôi đưa đồ đây tôi lên tôi sửa lại giùm cho. Nè nè đồ này mèo ơi nè. Đó. Đây đi. Nhà gì đâu mà dở mới sợ luôn, gió qua có một cái trụi lủi cái nhà. Đây sẵn đau quá nè, chị nằm im mấy chị đọc thơ cho nghe nè. Thôi chị Bánh Đa tha cho em chị Bánh Đa em chết luôn à. Chị Bánh Đa rồi ông ung thư lỗ tai ông chết sao vậy? Chị phụ em đi sửa nhà cho Bánh Đa. Đi đi. Gió quá hiu hiu. Thôi không chịu mèo ơi, thôi đi xuống mèo ơi. Chị mới nói là gió lung lay cành cây nó rớt vô trong đầu của chị Bánh Đa. Trời ơi, tay còn xỉ nhục tôi thích tôi buồn. Thôi tôi đi sửa cái nhà là giùm cho. Gió hiu hiu gì mèo. Có đói bụng không? À đói mèo ơi, kiếm gì cho tôi ăn mèo okay, ơi. Ok, để thôi kiếm đồ ăn cho. Bây giờ tôi sẽ lên sửa nóc nhà lại giùm cho. Mới té có chút xíu mà đói khát còn thấy ưng. Sao có cầu thang đây không, đèo cầu thang để cho té vậy trời. Có cầu thang không xuống. Ôi cái nhà nè, coi gớm chưa. Chị Bánh Đa. Vậy? Chị bên đây phụ em lắp cái nóc nhà hả? Thôi chứ đứng đây chị phụ dòm. Chị làm ơi chị đừng làm thơ nha. Chị làm thơ mà té chứ không muốn hồi nãy luôn á. Không đâu chị không làm thơ đâu. Là gắt cái mèo. Ủa đâu vậy? Chị kỳ à trèo nóc nhà sao thấy ông mất tiêu vậy? Ủa gì kỳ vậy? Lết đâu rồi? Tôi mới đi vệ sinh vô mèo ơi. Cái chân ông vậy mà còn đi vệ sinh được hả? Ê đi cà nhắc được. Tự đi được thì lên đây sửa nóc nhà đi. Mệt quá. Trời ơi còn nằm tới chứ để tôi sửa lại cho. Cái nóc nhà cũ gì đâu nó trơn trợt quá trời luôn ơi, nguy hiểm quá à. Trời ơi vậy tôi mới té đó mèo. Ủa nó trơn ghê luôn á, đi xem té. Rồi thiếu hai cái miếng rồi nè, thấy chưa? Thiếu không sao không? Đâu tới đây được rồi, giờ sao chỗ này không có dọn được đâu. Ủa đang người sống nè. Sao mà hả, trời đánh xét đánh sao mà ngay chỗ nằm ngủ luôn á mà. Ừ mới nói sao nhà em chị ngày qua cũng mưa trơn có gì đâu. Ê sẵn tiện đi vô đây lấy chỗ miếng đồ ăn. Ủa cái nhà có bếp gì đâu mà lủng lỗ rồi. Trời nhà lủng lỗ lủng hang tùm lum hay gì ta, súp phở hầm á. À có súp phở hầm nè. Chị ăn gì? Thôi chị Bánh Đa. Sao vậy? Ông Phú ông vừa mới té bị đập chân thì mình cho ông ăn cái gì mà có xương xương với có thịt vậy đó. Cho nó cứng xương lại đúng không? Nè hết. Vậy ăn hết nghe đọc
hơn nữa nè hứa ơi. Để tôi dậy ăn cái mèo ơi. Nè. Em cũng khỏe hơn hẳn rồi đó. Tâm vô đi. Nhầm. Ngon chưa? Ngon. Khỏe chưa? Cũng hơi khỏe rồi đó mèo. Thôi vậy được rồi mèo ơi. Cảm ơn mèo chị Panda nha. Ngày hôm nay không có hai người giúp đỡ là tôi không biết phải sửa cái nóc nhà như thế nào luôn á. Thôi được rồi, để tôi đi qua bỏ tôi lấy cho ông chai thuốc hồi máu rồi uống vô cho nó hồi phục. Thôi, tôi khỏe rồi. Bây giờ mèo chị Panda về đi. Ok. Tôi sẽ lên máy tính tôi ngồi tôi chơi game một tí. Chơi game hả? Em con chơi game được. Vậy muốn đọc thơ nghe không? Chị đọc cho mày thơ nghe. Thôi đi. Chị đi vô đây. Hồi đó. Ồ, có thằng mù nó rớt một cây dù. Chị đang có không muốn thế chị Panda. Ý cho chị là ông vừa mù vừa mập không có tét được nhà đâu. Đàn bà gái ta leo không sao, ông đàn ông leo tan cái mặt tiếu không? Tại vì ông mập quá đó chị Panda. Thôi bây giờ nhà nghỉ ngơi nha. Chị cũng về. Hôm qua mà không có mèo chị Panda là không biết phải sửa cái nóc nhà như thế nào luôn á. Bà Tài ơi, hai cái bà này sửa xong nhai mất tiêu, cái nóc nhà của mình này mất hết một lớp rồi. Chứ trời hôm nay cũng nắng quá các bạn à. Ôi cái gì đâu mà nắng chói chang muốn chết luôn. Mà mình phải đi phơi đồ như vậy nè. Ba cái đồ này mình phải cầm lên mình phơi vậy thiệt là mệt luôn á. Mèo chị Panda đi về. À mình có một kế hoạch này. Mình sẽ có người phơi đồ cho mình. Gỡ ra hết. Không có phơi mấy cái đồ này, mấy cái đồ dơ. Không có cần phơi lên các bạn. Tôi chóng mặt quá à. Tôi đi chậm bới người ta. Bới mèo chị Panda ơi. Hôm qua tôi mới bị té từ trên cao xuống. Tôi chóng mặt quá à. Em không biết ông té. Và ông té xong rồi bữa nào thấy sao? Tự động cái tôi thấy tôi hơi chóng mặt cái tôi. Ủa? Cái gì vậy? Chóng mặt quá. Phải gì vậy? Tự nhiên đang tới đi chóng mặt quá à. Gì đó vậy? Trời ơi, mệt quá trời mệt luôn nè. Cứu tôi với đi mèo ơi mèo. Sao cái khoa ông nói hết rồi rồi ông còn ngồi lên chơi game nè. Tự nhiên tôi đang phơi đồ trời nắng bất chợt vậy nè. Cái tôi bị chóng mặt hoa mắt đau đầu á mèo ơi. Ủa vậy là say nắng rồi chị Panda không? Trời ơi. Gì mà phơi có mấy bộ đồ mà say nắng làm gì yếu dữ vậy? Ngày qua phút vừa mới té xong còn yếu trong người á. Rồi giờ ra đây bị nắng gặp say nắng còn trùng cảm sốt nữa. Thôi chị Panda dắt ông đi nhà đi. Trời ơi dắt vô nữa hả? Không vô chị Panda ơi. Đồ nè đồ nè mèo ơi nè mèo phơi giúp tôi đi mèo. Ủa vậy sao chị không phơi cho mà bắt chị cộng? Chị cộng em về nhà đi chị Panda. Rồi cần leo lên đầu chị nó đi, leo lên đầu chị nè. Ê. Leo lên vô nhà chị Panda ơi. Không thấy đường đi nữa cần lấy hai cái chân cần vạt ra coi trời ơi. Trời ơi cần mà đập cái nữa chị tán cần á. Thôi chị Panda chị đừng nói sự với người mệt vậy chị Panda ơi. Mệt dữ lắm rồi mèo ơi. Trời ơi bà Panda, cái đầu của bà có cái gì á làm tôi mắt đánh rắm hoài mèo ơi. Trời ơi, tội nghiệp ông Phúc ghê, ngày qua té xong đã vậy bữa nay còn làm xiên ra phơi đồ cho bị say nắng nữa, thiệt tình luôn á. Đây mình đeo đồ giùm cho ông Phúc nè. Bởi người sống mà không có ai bên cạnh chăm sóc nó khó khăn vậy đó mọi người ơi. Phơi cái này nữa là xong. Mèo ơi mẹ mẹ đừng có phơi nữa mẹ, đừng phơi leo lên đây lên chạy lên lên tới nè hay lắm. Ông bị gì hả? Ừ đúng rồi. Bị gì đâu không mấy bạn ơi, đau chuyện gì? Bị nặng lắm cưng, nhìn kìa nặng chưa? Trời đất. Đau đầu quá à. Đau đầu hả? Tụi tôi nghiệp quá chị Panda mới bị đau đầu kìa. Từ mới nãy chưa thấy còn hăng lắm mà còn nói chuyện la làng la sớm mà không đau. Đau đầu quá. Đau đầu sao em phải tính làm gì? Ôi tôi đừng làm gì? Đây. Đau đầu quá. Đúng là chị Panda này độc ác thì chứ em bị đau đầu em tính lên em bấm xíu cho em đỡ đau. Làm vậy đó chị Panda. Đúng là hố sợ kìa. Chắc là mấy bạn phải nhắn tin cho ổng, ổng mới lên trả lời tin nhắn thôi hả? Còn khỉ mất, chị thấy ngồi mở game mà chơi rõ ràng ăn luôn. Ăn cái tô này ngày qua mà còn chưa dọn luôn hả hết. Vậy? Trời ơi, tôi ăn vậy thôi chứ tôi còn đói lắm mèo ơi mèo. Bây giờ á mèo, tôi muốn ăn bánh táo, tôi muốn ăn bánh hamburger, tôi muốn ăn gà. Đói bụng quá. Ăn xong rồi có hết bệnh không chứ sao chị thấy bệnh hoài vậy? Tôi nghĩ là tôi ăn xong là tôi hết bệnh đó mèo ơi. Ăn xong hết bệnh đúng không? Đúng rồi. Chị Panda đi kiếm nha, em làm chồng cái bánh táo thì chị Panda. Trời ơi, ăn bánh rồi nó hả sướng như tờ nằm y chỗ vậy hả? Sai khiến đủ thứ ướt vậy hả? Chị té cái hư chị nằm nó cho nó khỏe không? Chị Panda ơi. Vậy? Trời ơi, nó phải muốn té là té. Chị Panda chứ lại á, chị coi có ai quan tâm chị không chị mới té được chứ nhiều. Ủa? Người á. Nhiều khi là chị té là đâu ai quan tâm chị Panda chị hiểu không? Tính ra là chị té là cưng cũng làm cho chị ăn luôn hả mèo? Có chứ, nhưng mà chị té thiệt thôi chứ chị té giả sao em làm chị ăn được. Vậy đó hả? Thôi vậy là chị đi sửa nóc nhà. Thôi chị Panda. Sao vậy? Trời ơi, một mình em muốn em chịu không nổi vậy tới chị nữa. La 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 la. Quả thiệt là mình thiệt là bình rồ luôn các bạn ơi. Chỉ làm như vậy thôi á mèo với chị Panda nó chạy đi kiếm đồ ăn cho mình ăn rồi chẳng những vậy. Mèo còn phơi đồ cho mình nữa. Ui, có chị Panda kìa. Trèo lên giường giả bộ bệnh tiếp. Thiệt là đã quá. Công nhận mình làm vậy hoài luôn các bạn ơi.
thật là thoải mái quá đi. Thôi mấy bạn ơi, dạo này mình hơi nghèo, nhìn đi vòng vòng nhà mình nè, không nhà mình còn gì đâu, còn mỗi 8 kim cương và 13 quặng sắt thôi mấy bạn. Hôm nay mình sẽ giả bộ bệnh để cho mẹo với chị Panda đi mai giúp mình nha mọi người. Ủa đây bánh táo không nè, lên, người lên. Bánh không nè, làm gì vậy? Tôi đang ngồi tôi chờ mèo với chị Panda làm đồ ăn cho tôi. Rồi xuống dưới giường ăn bánh táo đi. Ủa sao cái bánh dục ra không được vậy ta? Ok đây đây đây, dục lại vô họng hả, họng ra nè mèo, đưa đây cần chi cực khổ lết 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 gì kia vậy đó. Ủa, cái chân ấy với cái đầu tôi còn đau. Mèo mèo để cái bánh dưới đất về sao được, tôi có để bánh như vậy nè, nó tôi mới ăn được đó. Ăn nhiều dữ vậy luôn hả? Nhầm nhầm no quá. Trời ơi, cái gì đó mẹo. Thôi 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 thôi, chị thấy cưng giả bộ nhiêu đó được rồi Hút ơi. Trời chứ cưng mà bệnh hoạn cái gì. Chị Panda bà nói tôi có bệnh kìa mẹo ơi. Đúng rồi, cưng không có bệnh. Thôi thôi chị Panda muốn bệnh gì đó chị Panda. Tôi có thể ngồi vậy không, cưng ngồi vậy cưng đứng vậy không. Chị tức quá mẹo. Thôi chị đừng có nói Hút vậy, tự ơi ông tuổi thân tự nghiệp ông chị Panda. Ôi cưng không tin chị thì thôi chị giận cưng. Gì vậy chị Panda? Mèo ơi mèo, chị Panda nói vậy thôi tôi không thèm nữa mèo ơi. Giờ tôi có bệnh, tôi có đau đớn trong người vậy tôi cũng chịu hết. Không. Tôi phải trở thành người đàn ông chân chính. Ồ. Đó, tôi sẽ cố gắng đứng dậy. Tôi đi mai, tôi kiếm kim cương về tôi cho mèo. Không, giỏi đi chị đi. Panda. Bây giờ đau đầu. Đi đi, đi đi. Thôi thôi đau thôi. Trời ơi chị Panda, mèo né ra tôi đi mai mèo. Chị không có giỡn, chị không có giỡn. Đau đầu quá. Đó, đó, chị thấy chưa? Té xỉu rồi kìa. Chị Panda mới nói vậy thôi chứ thôi tôi cái cúp đây tôi đi mai giùm cho. Mèo, 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 tôi á, tôi nể mặt mèo á, tôi mới đưa cái cúp cho mèo đi mai á, còn chị Panda hả? Chị Panda nè, đáng ghét thiệt chứ ôi, tôi lên được cái chị bệnh đây. Thôi đi đi, đi ngủ đi, đi ngủ đi vậy. Đỡ bị bệnh đó. Chị dẫn cho đi nhanh chứ để đi cà rề chắc tới ngày mai. Ê, chị đi có đánh em nữa, em nằm giường rồi chưa? Chị đi đi, chị đi mai với em nè, kệ ông đi cho nghỉ ngơi đi. Vài bữa đâu có khỏe được. Chị thấy đó là hút sào ke đó mèo hả? Không tin thì cái bực mình nè. Ha ha ha, cuối cùng cũng lừa được mèo với chị Panda đi mai rồi. Hai người đi mai kìa, sướng ghê luôn á. Giờ mình có thể ngồi chơi game thỏa thích rồi các bạn ơi. Woo, lên nào anh em. Cái hang này là hang mới, không biết có kim cương hay không luôn á chị. Giờ là biết không có rồi. Ê mà mày mèo, trời ơi chị đi mà cứ hối chị đi, chị không có lấy cúp. Hồi đi chị chạy về chị lấy cúp nha. Rồi xong rồi chị xuống. Chị nhớ xuống nha, đừng để em đi đây mình buồn lắm nha. Ừ. Mình có cái cúp trong mình nào nhưng mà mình làm bộ với mèo là không có, để mình về mình rình coi ra sao nha. Đây đây em Hút đâu rồi, coi có bệnh thiệt hay là bệnh giả nha. Ta ra 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 ra. Ô la la. Ta ra 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 ra. Hui hui ha. Ừ ở tao còn bóp đầu nữa, thôi thôi để mình chạy đi nói mèo liền mới được. Bây giờ mình đã có chứng cứ thiệt rồi. Bây giờ mình sẽ nói mèo thôi chứ hả, để mèo không tin kêu lên bắt bắt gian tại trận liền mới được. Ồ, nhà mày có con ngựa đẹp quá. Chà chà, chạy qua lấy cỡ đi chơi mới được. Còn lâu đến Hút khỏe mạnh để mới bệnh được. Ừ hello. Ngựa mạnh đấy, nhưng bây giờ nó sẽ là của mình. Định đi xuống dưới mai một mình mà sợ ma quá, đứng đây chờ chị Panda chừng nào bả xuống. Ôi trời ơi, nhanh đi chạy tới, nhanh đi chị Panda. Báo cấp báo, tin khẩn cấp rồi. Mẹ ơi đi về đi, coi này nè, ông Hút ông giả bộ bệnh. Hả? Giả bộ bệnh? Thiệt, chị nói thiệt. Tự lần này là chị nói không có sai đâu, cưng về đại với chị đi chứng kiến là chị thấy đứng ở đằng trước hét nhảy hết hớp. Lộn đầu, lộn ngược, lộn xu, quéo tay, quéo chân. Ôi, ông Hút đang cởi ngựa kìa. Đó. Nè, treo, ngựa nhanh, ngựa nhanh. Ngựa sao mày đưa tao đầu vô tao vô gốc cây vậy ngựa ơi. Ủa, Hút có sao không vậy? À, đất ơi, cởi ngựa cái gì tông lên vô gốc cây luôn rồi chị. Đầu tao chạy vô cây rồi mèo. Ủa em chặt cái cây này ra chị Panda. Ủa cưng cưng sao tại sao chặt cái cây nắm giò rị ra lôi ra. Trời đất ơi. À đau quá. Ở đó cưng thấy chưa, còn chạy thằng sẵn. Đau đầu quá chị Panda. Đau đầu nữa chứ. Thờ đau đầu, cái đầu em đau hết đầu. Đau đầu quá. Mày là cưng mình chứ tôi đã cởi một ngựa chạy vòng 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 bữa giờ. Tôi đau thiệt, tôi đau thiệt. Ê nè mèo 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 ơi mèo mèo. Tự nhiên tôi đau đầu á, cái tay tôi còn đau nữa nè. Ui đau tay quá. Tay đau 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 đau. Đau nè, cái tay này nè đau. Tay này đau nè. Ui ui da, ui da. Tại ơi. Lừa gạt tôi chị Panda là bộ xe trong từ bữa tới giờ đúng không? À tôi có lừa gạt mèo chị Panda đâu. Ông không lừa giống mèo. Khoan khoan khoan. Cái gì? Khoan. Bữa giờ á là tôi biết ơn mèo nhiều lắm, mèo là một người tốt. Tôi không ngờ là tôi có một người bạn tốt như mèo luôn á. Mèo là người bạn tốt nhất trên đời. Cảm ơn mèo nha. Ông có giả bệnh cho tôi chị Panda làm cái gì? Ê tôi là lợi dụng bạn tốt không phải là hả bệnh hoạn gì trơn á. Cái gì vậy? Bây giờ hả tôi sẽ lấy lại hết những gì bữa giờ tôi giúp ông nè, tôi cho mặt này bánh táo nè, này thì sữa nhỏ nè. Đây thì sữa nhà nè, đứng lại cho tôi. Đau đau quá mèo 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 mèo. Khoan khoan khoan. Cái gì? Mèo giúp đỡ tôi nhiều vậy tôi thật sự là cảm ơn mèo. Như giờ tôi đau bụng quá tôi đi ỉa cái mèo ơi. Đừng cảm ơn bằng lời nói không giỏi thì em cảm ơn bằng hành động đây. Trời ơi. Đúng rồi, nhà không có người không có nhà nha. Mở cửa ra nói chuyện luôn nè. À, gớm quá chị Panda ơi. Em không ngờ là chị có gan tới vậy luôn chị Panda. Tưởng đâu bệnh thiệt mấy bạn, ai ngờ đóng giả bệnh làm bữa giờ mình chị Panda chạy lăn xăng làm như chị là ưu sinh không gì đó mèo. Nè cùng lắm nè kim cương nè. Thôi vậy sao cả kim cương lừa gạt tôi xong đã
Thôi đừng quay nữa nha. Mình không chơi giống hút nữa đâu mấy bạn ơi. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Hút đã lừa gạt mình rồi chị Bánh Đa. Trả đống kim cương nó lại đi. Thôi trả chị bèo. Cái này là cái bồi thường danh dự bị tổn thất của chị hổng rài chứ. Em chưa được bồi thường nên cảm thấy danh dự em còn bị phát chị Bánh Đa. Thôi bye bye, chị thấy nhân phẩm chị cũng được rồi. Tôi không chơi đâu, đâu hút đây, bye bye mọi người. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.